Đấy rồi, rồi anh đưa vào đây, vào đây, đổ thẳng đấy, trượt lên đây được này. Nhắm đi. Em chào các bác nha, hôm nay em lại đi quay thợ xây nhà số 4 phường 10 Vũ Trụ. Đây có bà thợ đang xây thôi. Đang nghe nó gọi cắm điện nước này. Vậy thì bảo luôn. Nhìn ơi, cắm nước à? Vâng. Thứ ba rồi đấy. Tất cả các trong này. Chạy như một quay. Cái này xây hết cả mình. Góc này các cái xây cho nó xong thì mai đủ đất nó bằng với mặt đường bê tông rồi. Đây, không gian cửa sổ này. Nhà này xây xong hết rồi mà. Đặt đòn tay sắt hộp nhưng mà chưa là mai mình sẽ chắc mình là chỉnh lợi hết. Giếng là xuống bếp, không gian bếp, giếng bếp. Đây, nhà ở đây, cửa sổ.
kiểu đặt kiểu bằng tay sắt. Nước làm đặt đàn toàn bằng tay sắt hộp hết 48. Mày lắp điện à? Đây là máy trộn bê tông. Bẻ mấy ngăn. Này xây toilet. Nó nắc lên nhá. Nắc lên cái bi ơi. Nó sủi ngọt lên. Chắc nhìn thấy lắc rồi mới nói chứ. Lắc rồi tan này chứ. Mà sao nó lên bọt được? Đủ bi ơi. Không có bọt đâu. Nó không bọt đâu. Ở đang xây. Được lên truyền hình rồi. Quá sướng. Nó vào đứng đây xem tí. À sợ à? Sợ thúi. Đưa xe đùa mà bọn mình lượn đó mà chạy đua xe công thức F1. Đúng rồi. Rồi em xin dừng video tại đây nhé, em chào các bác, dừng video tại đây, các bác thấy kênh em làm được thì các bác đăng ký kênh giúp em nhé.